Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi của chú chị hình ảnh của cặp đực kem ha. Đó, bò này thì lụng 6 tháng rưỡi tuổi này của chú chị, 6 tháng rưỡi tới 7 tháng tuổi nè. Đó thì hai con này chiều cao nó thì dao động từ 1m16 tới 1m18 bò. Con này thì chiều cao nó 1m16 bò. Còn con kia chiều cao 1m18 của chú chị. Đó, nhưng em nói hai con này thì xương sóc rất to ha. Hai con này thì nói chung thì nó xương sóc cối luôn. Đó thì cặp đực này thì nó rất pin lực nha cô chú chị, hai con này thì nó rất pin lực, xương sóc thì rất to. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, cặp đực này chủ nhà cũng bán giá là 36.500, đó 36.500 là bao ship của chú chị, bao ship cho cô chú chị mình tới nhà tận dụng 280 số ha. Rồi con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó, nhưng hai con thì nó rất dày bò của chú chị, nó xương sóc thì khỏi nói luôn. Đó, hai con này là xương sóc cối luôn của chú chị, tướng tá cấp mình thì dài đầu ha. Đây bò thì rất lực lạc thằng của chú chị. Đây mặt mày nè, đó mặt mày nè, chị thấy không, nó xương sóc nè. Em nói hai con này xương sóc thì khỏi nói luôn của chú chị. Đó, bò thì em bao cái thứ nhất bú dồ cẳng với hai thùng rúng thùng ruột cho bà con mình ha, xương sóc nè của chú chị thấy không, nó rúng nè. Đó, còn con này xương sóc nè của chú chị. Đó, em nói hai con này thì xương sóc rất to, tướng tá thì dài đòn lực lạc ha. Giá là 36.500. Đó, 36.500 là bao ship của chú chị mình tới nhà tận dụng 280 số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đây, đích nở dài nở này em nói là hai con bò này dài là dây đôi nha của chú chị. Đó, dài là dây đôi ha. Đó, dài là dây đôi, tướng tá này của chú chị ha. Đó, dài là dây đôi ha, hai con đều dây đôi. Nó con này là tại nó rụng lông đuôi chứ không phải bị cục đuôi nha của chú chị. Đó thì bò này em bao của chú gì mình dụ cục đuôi ha. Nó không có, nó chỉ nó mẹ đạp nó đứng dậy cái nó rụng ba lông đuôi chứ không có cục ngang của chú chị, tại vì em cũng có coi rồi. Đây dai nè, nhưng mà em nói dai là dây đôi ha, lực này thì khá pin lực ngang của chú chị. Đó, đích cũng không nói luôn. Đây đích nè, đó tướng tá cấp mình nè. Đây còn con này mặt mày nè của chú chị, đó mặt mày nè. Đây dai nè, đó em nói dài đôi hen, đích nở dài nở. Đó cô chú chị thấy dàn dài không, đích nè, dài nè. Đó, đó dài thì đều dài đôi ha, tướng tá cấp mình thì dài đòn. Đó em nói hai con này thì pin lực, xương sóc rất to. Đó thì cặp con này giá là 36.500.000, bao ship của cô chú chị mình tới nhà tổng nhầm 280 số. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình, mình muốn gặp chủ nhà trực tiếp thì điện cho em cái tin số của nhà. Đó, bò thì lụng từ 6 tháng rưỡi tới 7 tháng tuổi nha chú chị, 6 tháng rưỡi tới 7 tháng tuổi ha. Đây xương sóc nè, đó miếng xàm lấy hết tướng bò cho cô chú chị coi nè. Đó, hai con này thì rất pin lực. Đó, chiều cao con này thì chiều cao 1m16 bò, còn con này chiều cao là 1m18 bò, con này 1m18 có dư luôn của chú chị. Đó, dai là dai đôi không, xương sóc thì khỏi nói, xương sóc hai bò này rồi. Đó, xương sóc rất to, đích nở dài nở nè của chú chị coi nè. Đó thì bà con nào thấy giá cao hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó thì nói chung thì thức ghi hình em cũng thương lượng xác giá cho bà con mình hết rồi. Đó, hai con này nó xương sóc nè, tướng tá cấp mình này. Đó, bò thì em giao bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò thức khi tốn tiền ha, chúng ta có bú dỗ cắn hay không, nó có thùng rúng thùng ruột hay không, rồi bà con mình sẽ nhận bò. Tướng tá cấp mình là chị theo. Đó, em nói hai con này rất pin lực ha, xương sóc thì khá to. Đó, nói chung tiền nào của nấy cũng chị. Đó, tiền nào của nấy ha, thì những con bò dai đôi nó đích nở dai nở thì giá tiền nó khác, còn những con bò dai lép đó thì giá tiền nó khác. Đó thì nói chung thì cũng trong quá trình đo thì nhiều khi con bò mình đo đi tới lui, nhiều khi nó xê xích phân hay phân thì của chú chị mình cũng thông cảm cho em ha. Đó, chủ yếu là con bò cấp mình nó hay, nó đẹp, mình nuôi sao lên bò của chú chị. Đó, con nào hôm nay là pin lực, tướng tá cấp mình của chú chị ha. Con này đó, tướng tá nè. Đó, tướng tá cấp mình nè. Em nói hai con đực này rất dày bò ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai con đực kem này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì bây giờ tiếp tục video ngắn ngày hôm nay.